quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Đang nhớ gia đình giữa mùa dịch, Harugon cảm động khi nhận được bức thư viết tay của fan. Bà xã của MC Trấn Thành là ca sĩ Harugon vô cùng xúc động khi nhận được bức thư của người hâm mộ. Thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Harugon không được gặp bố mẹ ruột. Mới đây nữ ca sĩ gốc Hàn than thở, nhớ quá rồi, muốn đi ăn cơm chung với gia đình lắm rồi, chừng nào mới gặp mặt nhau mà nói chuyện được vậy trời. Ở dưới bình luận, nhiều người hâm mộ động viên Harugon, thương chị và gia đình giữ gìn sức khỏe nhé. Thương chị cố lên, chị đang trong mùa dịch mà, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đang mùa dịch mà chị không đi đâu được cũng chán lắm. Bên cạnh đó, bà xã của Trấn Thành cảm động khi nhận được bức thư của người hâm mộ. Trong bức thư người hâm mộ viết, My Idol, hello chị, hôm nay em gặp chị lần thứ hai rồi, chắc chị không nhớ em đâu. Em cũng mới lên Sài Gòn một năm, lần đầu tiên em thấy chị diễn mini concert được giao lưu chụp hình với chị. Em rất vui, chị rất dễ thương vui tính, mỗi lần chị gặp tụi em chị đều cười. Star Farm tụi em rất yêu chị, luôn bên cạnh chị ủng hộ chị, và chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Star Farm rất lo. Harugon cảm động khi nhận được thư viết tay từ fan. Trang Trần làm ăn thua lỗ mùa dịch phải vay nóng 200 triệu để cầm cự. Trang Trần làm ăn thua lỗ mùa dịch Covid-19 phải vay nóng 200 triệu và giờ đây đang đối diện với khó khăn vì buôn bán ế ẩm. Trang Trần được biết đến là một người mẫu với những bước cắt quất chuyên nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2014 cô tuyên bố giải nghệ để chuyên tâm cho công việc kinh doanh và chỉ thi thoảng tham gia các show diễn của những nhà thiết kế thân thiết. Sau 6 năm giải nghệ cô dành nhiều thời gian điều phối công việc kinh doanh, bán hàng online và chăm sóc cô con gái đầu lòng khi ông xã ở Mỹ. Trang Trần than thở khi kinh doanh khó khăn thua lỗ trong mùa dịch Covid-19. Mới đây nhất trên trang cá nhân của người mẫu đăng tải dòng trạng thái, nói đến vấn đề kinh doanh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, gồng gánh bao năm nay nhưng chỉ trong vòng hơn 2 tháng có Covid-19 thì cô phải đối diện với chuyện có thể vỡ nợ. Trần Dài cho biết, Trang ơi đừng gục ngã bao khó khăn gần 10 năm không vỡ nợ, sau giờ này đứng bên bờ đóng cửa rất vất vả để có được nó ổn định. Bỏ luôn cái ánh sáng showbiz để chăm lo cho nó được như hôm nay vậy mà. Anh Trang không chết bởi sự cạnh tranh bẩn của một số quán với mình mà chết vì hai con Navic. Cô cũng như bao người kinh doanh khác khó khăn trong thời điểm này. Trang Trần đi vay 200 triệu đồng để duy trì. Để cầm cự cho cơ sở kinh doanh, cô buộc lòng phải đi vay nợ để trang trải trong giai đoạn này. Trang Trần cho biết rất buồn bởi đối mặt với việc lỗ ngược xuôi, sáng nay đi vay 200 triệu để cầm cự là điều không thể tin nổi có lúc mình rơi vào trạng thái này. Hàng hóa chuyển tiền đi hàng Úc, Mỹ, Pháp để lấy về thì chung vốn không về được bởi dịch cấm. Các hãng bay và hạn chế các chuyến, tiền cứ rơi trên vô định thì thử hỏi sống nổi không, ai thương em hãy nhớ em. Mới mượn nợ 200 triệu để gồng mặt bằng chi phí cho 2 tháng nhân viên. Nếu em vỡ nợ là do con na, không phải do em kém năng lực, cố vùng vẫy. Như chìm xuống vũng bùn lầy, cô bộc bạch. Rất nhiều nghệ sĩ đã cầu nguyện dịch bệnh đẩy lùi để cuộc sống trở về bình yên. Ai cũng được làm việc ra sản phẩm, công việc không bị dậm chân tại chỗ. Nếu thương Trang Trần đang vượt khó, có thể ghé đến cửa hàng ủng hộ cô dù ít hay nhiều. Cũng trong khu cách ly, Võ Hoàng Yến nói gì trước cảnh người người xếp hàng đông như chợ phiên đi tiếp tế. Trước loạt hình ảnh người thân xếp hàng chờ tiếp tế trước khu cách ly thành phố Hồ Chí Minh, Võ Hoàng Yến trong khu cách ly cũng có chia sẻ của riêng mình. Có mặt trong khu cách ly, Võ Hoàng Yến có những chia sẻ xoay quanh việc quá tải người thân xếp hàng như họp chợ tiếp tế cho người đang cách ly, cô viết. Tôi có đọc thông tin về việc quá tải tiếp tế bên khu cách ly ở Thủ Đức. Tôi biết các bạn rất mệt mỏi và cần đồ người nhà gửi vào. Nhưng chúng ta hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi gửi và gửi đồ chúng ta hãy xếp thật gọn gàng cũng như chú ý về khối lượng hàng gửi. Vì các bạn dân quân cũng là con người mà sức người thì có hạn, đừng gửi lắt nhắt, cái nào thật sự cần hãy gửi nha mọi người. Bên khu của tôi thì số lượng ít hơn và mọi người gửi đồ vào cũng rất trật tự. Tại vì khi mọi người chen chúc nhau ở ngoài đã là một môi trường lý tưởng cho virus lây lan đó, người thân chúng ta cũng phải đứng gian nắng gian mưa để lo cho chúng ta mà.
Nếu không phải người thân thì mấy chú xe ôm cũng phải cực, đều là con người cả thôi. Nếu nhu cầu mình ít đi một tí xíu thì tất cả mọi người cũng đỡ hơn phải không? Nhiều ngày qua, tại cổng một số ký túc xá thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người đến tiếp tế nhu yếu phẩm cho những người cách ly. Mỗi ngày nơi đây nhận đồ tiếp tế trong 2 khung giờ, vào 8 đến 10 giờ và 14 đến 16 giờ, do đó xuất hiện cảnh xếp hàng dài như họp chợ. Đồ đạc, lương thực bày khắp ngổn ngang, thậm chí có người còn đem cả đồ điện như tủ lạnh để người thân đang cách ly có thể dùng. Một câu hỏi được đặt ra, đi cách ly có cần thiết phải tiếp tế đủ thứ như vậy không, khiến rất nhiều người tranh cãi. Đa số ý kiến cho rằng khu vực cách ly rất nguy hiểm, không nên tụ tập đông đúc và gửi đồ đạc không cần thiết sẽ chiếm thêm diện tích. Điều này hoàn toàn không hợp lý khi nhiều cán bộ y tế phải nằm ở sân để nhường chỗ cho người cách ly. Trấn Thành xót xa khi chứng kiến những chiến sĩ thầm lặng nay lần chuyển đồ tiếp tế cách ly. Theo năm MC, người nhà chỉ nên gửi đồ tiếp tế thực sự cần vào khu cách ly, thay vì nhờ đội ngũ phục vụ vận chuyển cả siêu thị. Rạng sáng 25 tháng 3, Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh thu hút sự chú ý trên trang cá nhân. Những bức ảnh ghi lại cảnh lực lượng chức năng hoạt động hết mình giữa trưa nắng để vận chuyển đồ tiếp tế vào trong khu vực cách ly tập trung. Ký túc xá khu A Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày có hàng trăm người dân đến tiếp tế nhu yếu phẩm, dòng người nườm nượp chuyển đồ khiến đội ngũ phục vụ vận chuyển dường như không thể nghỉ ngơi, mồ hôi lã chả. Đáng nói đồ đạc được gửi vào đa dạng và nhiều vô kể, có cả thau chậu, quạt cây, tủ lạnh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Trấn Thành không khỏi xót xa. Theo năm MC, người nhà chỉ nên gửi những thứ thực sự cần và gửi một lần vào khu cách ly thay vì để đội ngũ phục vụ vận chuyển cả siêu thị. Cụ thể, năm danh hài viết: trời ơi, cách ly chứ không phải nghỉ dưỡng mọi người ơi. Làm ơn nếu lỡ bị cách ly thì đem cái gì đó vào một lần thôi. Đừng gửi cả cái siêu thị vào cho người thân như vậy chứ. Sức đâu mấy ảnh chịu cho nổi. Khi chúng ta sót người nhà mình ở trong khu cách ly như thế nào, thì người nhà của các anh cũng sót cho họ y như vậy khi thấy những tấm hình này. Chỗ ở họ đã nhường cho chúng ta ở đó. Họ phải làm việc gấp nhiều lần để phục vụ, nhưng phục vụ không phải là nhiệm vụ chính của họ. Họ đang giúp chúng ta mà, họ cũng là con người bằng xương bằng thịt đó, thương họ đi. Trấn Thành xót xa khi thấy những chiến sĩ thầm lặng vất vả vận chuyển lượng hàng hóa khổng lồ. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn đưa ra lời hứa, sau khi hết dịch tôi hứa sẽ lên tận các khu cách ly tặng từng anh những món quà thật xứng đáng cho những hy sinh các anh đã gửi đến cho đồng bào hôm nay. Trân trọng các anh, các đồng chí cố lên, người Việt chúng ta cố lên. Bài đăng của Trấn Thành nhận được gần 2.000 bình luận thể hiện sự đồng cảm và hơn 3.000 lượt chia sẻ chỉ sau ít giờ đăng tải. Cuộc sống nhung lụa của con trai nữ hoàng Bolero Lệ Quyên. Là con của nghệ sĩ nổi tiếng, tuy chỉ được mẹ Lệ Quyên cho lên sóng hiếm hoi, nhưng bé Lê Kỳ Anh vẫn tạo nên thu hút vì ngoại hình xoái ca nhí. Lệ Quyên ở thời điểm hiện tại được xem là giọng ca nội lực, nhận được nhiều tình cảm ưu ái từ phía đông khán giả. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thăng hoa, cuộc sống của Lệ Quyên cũng được nhiều người quan tâm, nhất là gia đình và đặc biệt hơn cả chính là cậu con trai 9 tuổi Lê Kỳ Anh. Cũng giống như bao nghệ sĩ Việt khác, Lệ Quyên hiếm khi nào để con xuất hiện trước truyền thông vì muốn Lê Kỳ Anh có thể phát triển một cách toàn diện và không bị quấy rầy. Thế nhưng, những thông tin nhỏ giọt về cậu bé này lại nhận được sự quan tâm nhất mực từ khán giả bởi cuộc sống nhu hoàng tử bé được bố mẹ vô cùng thương yêu. Có bố mẹ là người nổi tiếng và giàu có đáng ngưỡng mộ. Được sinh ra khi có bố là ông chủ phòng trà nổi tiếng Đức Sài Thành, mẹ lại là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc nhẹ, nên ngay từ khi nhỏ, Lê Kỳ Anh đã được sống trong nhung lụa và được bố mẹ chăm sóc đầy đủ về vật chất. Mỗi khi xuất hiện, cậu bé luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi phong cách thời trang không thiếu những món đồ hiệu sang chảnh và đẳng cấp. Lê Kỳ Anh luôn trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách thời trang sang chảnh. Những món đồ hiệu của cậu bé ước tính có giá trị khiến nhiều người choáng váng. Có bố mẹ đều là người nổi tiếng lại thành đạt, nên chuyện Lê Kỳ Anh được mặc đồ hiệu đẳng cấp cũng không có gì quá khó hiểu. Ngoại hình 9 tuổi xuất sắc được ví như soái ca nhí. Là cậu con trai duy nhất nên Lệ Quyên chăm sóc rất kỹ lưỡng và chu đáo. Cô cũng hiếm khi cho bé xuất hiện trước truyền thông và dư luận để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con. Thế nhưng mỗi khi được mẹ cho lên sóng là ngay lập tức Lê Kỳ Anh trở thành đứa trẻ nhà sau, thu hút sự chú ý của công chúng bởi ngoại hình ngày càng ra dáng một soái ca. Chỉ mới 9 tuổi nhưng Lê Kỳ Anh sở hữu vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man cùng với gương mặt điển trai, kế thừa những nét đẹp từ mẹ, chiếc mũi thẳng, khuôn miệng thon gọn đã giúp Lê Kỳ Anh được dự đoán sẽ là một hot boy khiến bao người mê mệt trong tương lai. Gương mặt soái ca nhí thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên nhận được nhiều sự khen ngợi về con trai cưng từ các đồng nghiệp thân thiết. Theo học tại ngôi trường quốc tế với chi phí đắt đỏ.
Không chỉ được quan tâm về miếng ăn giấc ngủ, Lê Kỳ Anh còn được bố mẹ đầu tư giáo dục vô cùng kỹ lưỡng. Được biết cậu bé con nhà sau này đang theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng tại Sài Gòn với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Ngôi trường này tùy theo lớp học mà giá học phí dao động từ hơn 120 triệu đồng một năm cho đến hơn 350 triệu đồng một năm. Tính riêng với phí ghi danh cũng đã ngót nghét lên đến 25 triệu đồng. Không chỉ được bố mẹ ghi danh theo học tại trường quốc tế, Lê Kỳ Anh còn được mẹ Lệ Quyên chú trọng rèn cho cách sống có kỷ luật, nề nếp và có ý thức tự lập. Chính điều này mà ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé vô cùng ngoan ngoãn và chẳng hề nghịch ngợm quậy phá, dù là con trai. Lê Kỳ Anh đang theo học tại ngôi trường quốc tế với mức học phí khủng. Tuy là con nhà sao nhưng cậu bé không được nuông chiều mà còn được mẹ Lệ Quyên rèn tính kỷ luật, nếp sống nề nếp ngay từ khi còn bé. Có thể nói cuộc sống của cậu bé Lê Kỳ Anh đã thu hút sự chú ý không ít từ dư luận. Đa số đều khen ngợi trước ngoại hình ngày càng soái ca của con trai Lệ Quyên, cũng như ngưỡng mộ trước cách chăm sóc, cung cấp một cuộc sống đầy đủ từ nữ hoàng bolero nổi tiếng trong giới showbiz Việt.